Lại là Ororon. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu. Đáng lẽ hôm nay sẽ có một cái video về Chaska để tiếp nối cái video dự đoán build Ororon lần trước của tôi. Nhưng mà cái drama này nó quá thơm cũng như là quá ảo, và tôi thì không thể nào không làm video về nó được. Yeah. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ có một cái video về drama tiếp. Cảm ơn Natlan và cảm ơn cộng đồng người thiểu số, à nhầm, người thiểu năng sử dụng X vì những cái nội dung hấp dẫn này. À, đừng quên đăng ký kênh, bởi vì không phải nhầm các bạn đăng ký kênh của tôi. Với lại tôi vừa trải qua một trận sốt tập trữ nhân sinh, bây giờ tôi mới đỡ nên tôi mới ra video muộn như vậy. Tôi sẽ lại nói sơ qua về Ororon. Đây là một nhân vật hệ lôi 4 sao sử dụng cung, được tạo ra để là một sub DPS kim luôn, hỗ trợ với khả năng gánh ấn diện rộng, hút quái, tăng nạp. Có thể coi đây là một cái mảnh ghép không thể thiếu được của Chaska trong tương lai. Tôi đã có làm video dự đoán về nhân vật và bị sơ sơ cách build của nhân vật này rồi. Ai chưa xem thì nhấn vào đây và xem đi, hay lắm đấy nhé. Drama này chắc chắn cũng đã có nhiều kênh nói đến rồi, mà thôi kệ, tôi thích thì tôi nói thôi. Tóm gọn lại, drama này nó là như thế này. Sự việc xảy ra ở Trung Quốc là nơi tạo nên nguồn thu chính của Genshin. Cái nguồn đã khiến Da Quỷ Ca phải lau nước mắt bằng tiền thay vì bằng khăn giấy. Chuyện cụ thể là như thế này. Người dân xứ Trung đã lên tiếng cực kỳ mãnh liệt để đòi lại sự công bằng cho một nhân vật rất chi là có thật, Ororon. Hẳn các bạn thắc mắc là anh ta bị áp bức cái gì mà Weibo tàu là phải đứng lên đòi quyền lợi, đòi công bằng cho anh ta. Đó là do anh ta quá đẹp trai, quá ngầu lòi, mà lại là nhân vật 4 sao. Cho nên hàng chục ngàn người Trung Quốc đã biểu tình ở trên Weibo để đòi Da Wei và Genshin nâng anh ta lên thành nhân vật 5 sao thay vì đòi tự do ngôn luận. Tuy cái drama này nó cũng sạc, nó cũng ốc, nó cũng vô lý, tương tự như cái drama về màu da mà các fan quốc tế đã tạo ra. Nhưng mà đây là Trung Quốc, mà một khi người Trung đã lên tiếng thì chắc chắn Genshin có khả năng cao sẽ coi lại, và nếu may mắn MiGoGo sẽ sửa để chiều theo các cái đòi hỏi của fan Trung Quốc. Chắc hẳn vài người sẽ thắc mắc là Ororon có cái gì đẹp, có cái gì ngầu mà nhiều người thèm đến cái mức đòi phải nâng nó lên thành nhân vật 5 sao. Tôi cũng hiểu cảm giác này. Lúc đầu tôi thấy nó chả có cái quần gì đáng chú ý. À, có cái quần jean rách đáng chú ý. Tại vì sau khi đăng drip marketing lên, một đống meme về quần đã xuất hiện trên Facebook của tôi. Cái việc thấy một nhân vật 4 hay 5 sao thì nó rất là bình thường, tại vì đây là tâm lý chung của người chơi quốc tế chúng ta. Nhà phát hành nó ra nhân vật 4 sao thì chúng ta chơi 4 sao, ra 5 sao thì chúng ta chơi 5 sao. Thích role hay không thì nó là cái chuyện khác. Nhưng mà Trung Quốc thì không nha các bạn. Nhân vật tao thích nó là phải 5 sao. Tại sao phải thiết kế đẹp mà nó được 4 sao? Còn thiết kế lõ mặc quần què thì 5 sao. Trong cái video tôi làm về Ororon ở tuần trước, tôi thấy cũng có nhiều bạn thích Ororon hơn là Chaska. Tôi để ý hình như Ororon là cái gu chung của người châu Á thì phải. Thậm chí ở bên Nhật, Ororon còn trở thành một hot search trên Twitter sau khi đăng drip marketing lên nữa cơ mà. Nhưng mà Tây Long lại có phản ứng ngược lại hoàn toàn so với người châu Á chúng ta. Tuy hình ảnh của Ororon có lượng tương tác rất là cao, nhưng chủ yếu là vì bọn Tây nó muốn anh ta phải da đen xì lì, đúng với cái sự quy chụp ốc heo của bọn nó. Là người châu Phi thì chỉ có da đen, Brazil thì chỉ có da màu, và châu Á thì chỉ có người da vàng sống ở đó vậy. Cụ thể, bọn nó so sánh cái ảnh lần đầu Ororon xuất hiện với cái drip marketing và cho rằng Ororon không những được tẩy trắng mà còn có thiết kế xấu chó nhất trong đa phần các cái nhân vật Genshin. Nhưng cho dù Tây Long có cây cú, có sủa ầm ĩ đến cỡ nào đi chăng nữa thì Ororon vẫn được khen và vẫn được tương tác rất nhiều, và tất nhiên nhiều hơn hẳn Chaska nữa là đằng khác. Cái việc Ororon nó bị tẩy trắng hay không thì tôi không biết. Có thể là do ánh sáng ở cái khu vực anh ta đứng làm ra anh ta tối đi, và cái khu vực drip marketing có ánh sáng studio được chụp ảnh trong phòng thu các kiểu, cho nên anh ta trắng hơn. Cho nên nói anh ta có bị tẩy trắng hay không thì tôi cũng không biết, hơi khó nói. Nhưng mà nếu trường hợp anh ta bị tẩy trắng thật sự thì sao? Thì tôi chịu. Đây là một nhân vật ảo, nó khoảng là tổng thống Obama được Netflix làm phim tài liệu, và từ một người da màu ông ta bị biến thành một người da trắng, thì lúc đấy các bạn hẳn làm ầm lên. Ngoài đời nó cũng có khá là nhiều pha bôi đen rồi, cho nên là nếu mà lỡ tẩy trắng thật thì thôi, coi như là bù qua sức lại các bạn. Thì như hồi nãy tôi đã nói rồi, khác với Tây Long, người châu Á chúng ta tỏ ra rất là yêu mến Ororon, bởi vì anh ta là một nhân vật 4 sao nhưng mà có thiết kế đẹp, mang phong cách ngầu lòi, emo đã lõ, các em gái mê tít. Đặc biệt là người Nhật, ở trang Genshin của Nhật trên X, lượng tương tác của Ororon cao hơn Chaska rất là nhiều lần, tại vì thiết kế của anh rơi bỗng nhiên hợp với thị hiếu người Nhật, khiến cho các cái quibu thứ thiệt mê như điếu đổ. Việt Nam mình cũng không khác là bao, khi đi đâu cũng thấy comment khen này, mê Ororon nức nở này. Tôi biết ở đâu cũng có người ghét, người thích, nhưng mà tôi chỉ nói ra những cái ý kiến của đại đa số người chơi mà tôi thấy được ở trên mạng xã hội mà thôi. Cho nên nếu ai có ý kiến cá nhân cứ thoải mái comment ở phía dưới. Đó là tổng hợp những cái phản ứng của thế giới về Ororon và Chaska. Có thể thấy đây là một cái phiên bản có rất là nhiều drama cũng như là tranh cãi, đa phần là do cái quần què mà Chaska nó mặc, cho nên nó mới bị ghét như thế thôi. Chứ đợt đầu tiên xuất hiện thì Chaska từng được khen là xinh xắn các kiểu đà điếu cơ mà, còn bị nói là thiết kế là y chang Chlorine, chỉ khác mỗi cái màu tóc với màu mắt.
Đến lúc game chính thức ra mắt, Chaska mà cũng có body hay thiết kế giống của Rorin thì lại bị chửi là thiết kế như cái quần què. À, mà đúng là cô ấy mặc quần què thật. Về cái drama này thì nó cụ thể đã bắt đầu khi MeowGo tung cái drip marketing. Các fan Trung Quốc cảm thấy bất bình vì người có thiết kế đẹp đã thấy gọi là husbando thì lại là 4 sao, còn cái con nhỏ mặc quần què thì lại là 5 sao. Nhìn chung, phản ứng của người nước ngoài rất là dễ hiểu, tại vì họ chưa tiếp xúc với quần què bao giờ. Đó là cái đặc sản riêng của nước mình, cho nên họ chê Chaska, còn chúng ta chê meme là cái điều đương nhiên. Còn về Ororon, với cái thiết kế ngầu lòi, quần jean rách cùng với tính cách và cốt truyện hay thì họ cho rằng anh ta xứng đáng với chức danh 5 sao hơn là 4 sao. Các bạn có thể nhìn vào các cái bình luận mà tôi chụp lại trên Weibo. Họ nói rằng Genshin không quan tâm tới các nhân vật nam, lúc nào cũng chỉ chú ý đến nhân vật nữ. Thậm chí nhân vật nữ có thiết kế xấu, cốt truyện xàm thì cũng là 5 sao, còn người tốt, việc tốt thì lại là 4 sao. Thậm chí một người đã tạo ra một bài post để hỏi xem người chơi sẽ chọn role ai khi phiên bản 5.2 ra mắt. Kết quả tất nhiên, người dẫn đầu là Ororon, và số lượng người chọn Ororon gần như gấp đôi cái số người chọn quần què Chaska. Người chơi Trung Quốc cũng đã đăng hàng loạt bài đăng để lên tiếng kêu gọi MeowGo sửa Ororon thành nhân vật 5 sao. Một comment trong bài Reap Marketing cũng nói là tại sao người chơi nữ phải yêu nhân vật nữ trong khi game nó có nhân vật nam. Còn câu hút thuốc thì tôi cũng không hiểu lắm. Hình như nó có ý nghĩa là game chỉ chú ý đến người chơi nam thay vì đối xử công bằng ra đủ giới tính cho mọi người chơi nam lẫn nữ bình đẳng trong cái việc sụt. Một trang thông tin về Genshin trên X đã báo rằng hiện có tận hơn 80.000 người chơi Genshin ở bên Trung Quốc lên tiếng cho cái việc này ở trên Weibo. Thậm chí có người cho còn khó chịu đến nỗi nói móc mé Đa Quẩy Ca lúc anh ta đang khóc nhẹ trên sân khấu vì lỡ đọc phải hai cái comment của người chơi Genshin ở trên mạng. Câu chuyện Đa Quẩy Ca khóc nhẹ thì cụ thể nó như thế này. Đợt What Party hay cái gì đó ở bên Trung, Đa Quẩy Ca đã từng lên sân khấu và khóc nhẹ với cái lý do người chơi Genshin comment quá độc mồm độc miệng. Sau khi khóc nhẹ như một cái đứa con gái không vì lý do gì cả thì Đa Quẩy Ca đã hứa sẽ lắng nghe mọi góp ý từ nhà lữ hành để cải thiện Genshin Impact hơn. Không chỉ người chơi Trung Quốc mà chúng ta, người chơi quốc tế nghe xong cũng thấy mắc cười lẫn mắc điệt cùng một lúc, bởi vì đây chắc chắn là nói láo. Còn cái việc anh ta lỡ đọc hai comment về Genshin ở trên mạng xong khóc nhẹ thì tôi đoán chắc chắn là thật. Dù họ có chửi thì chửi cũng đáng, bởi vì cho dù khóc hay cười thì anh ta vẫn hút tiền như ma cà rồng hút máu người chơi mà không hề quan tâm đến ý kiến của họ mà thôi. Chỉ có những người chơi ngu mới tiếp tục chơi game như là tôi vậy. Đây cũng là một cái đòi hỏi hợp lý, tại vì ở mỗi đất nước chúng ta chỉ có hai model nam lớn, tức là một năm có tới hai husbando 5 sao. Ở Mondstadt thì có Diluc, ở Liyue thì có Cú Ly, Inazuma thì có Itto và Ayato, Sumeru thì có Anaitham và Baiju, Fontaine thì có Anh Long và Ánh Sói. Nói cho dễ hiểu thì tối đa chỉ có hai model nam 5 sao và một nam 4 sao ở mỗi phiên bản, khá là ít so với cái số lượng model nữ du to của Genshin. Thậm chí giờ tôi gộp tất cả các cái model nam lại vẫn thua xa model nữ mà. Thần thì chỉ cũng có một thần là nam mà thôi. Tôi biết bây giờ mới chỉ là cái khởi đầu của phiên bản 5 chấm và chúng ta trong tương lai sẽ may mắn có một nhân vật 5 sao là Captiano. Nhưng chỉ một nhân vật 5 sao thì công nhận là nó hơi ít so với tất cả những phiên bản còn lại. Cho ai chưa biết ý, thì sắp tới Genshin cũng sẽ tung ra một nhân vật nam ở Natlan có tên là Ifa, được bật mí thông qua cái bức vẽ này. Có thể thấy anh ta là một người có nước da ngăm, đang băng bó cho một con thú ở Natlan. Khả năng cao anh ta sẽ có nghề nghiệp là bác sĩ thú y. Tuy là ta chưa biết đây là nhân vật 4 hay 5 sao, nhưng theo nhiều nguồn giang hồ đồn đoán, đây có khả năng cao sẽ là một nhân vật 4 sao không hơn không kém. Vì những cái lý do như thế, cho nên tôi cảm thấy người chơi xứ Trung bức xúc cũng không phải là chuyện lạ. Game thì cũng đã 5 năm tuổi rồi, đến lúc phải làm mới, ra thêm nhiều nhân vật nam vào cho fan nữ nó chơi. Chứ fan nam gacha, nó chơi game Nikki, nó xem lắc đít, xét xiếc các kiểu của đại yếu rồi. Cũng như Đa Quẩy Ca cũng đến lúc phải thực hiện cái lời hứa sẽ lắng nghe các nhà lữ hành của mình hơn rồi. Để xem các fan Trung Quốc liệu có khiến Đa Quẩy Ca và MeowGo sửa và biến một nhân vật 4 sao thành nhân vật 5 sao, một cái điều lệ chưa từng có, hay thậm chí là khiến cho Đa Quẩy Ca phải chế ra thêm một cái nhân vật 5 sao phiên bản khác của Ororon như là ở phiên bản HSR. Đấy, cái đó thì phải trông chờ vào tương lai, cái quyết định của Đa Quẩy Ca liệu anh ta sẽ cười hay khóc bằng những tờ tiền của chúng ta đây. Rồi, cái drama này nó ngắn gọn như vậy thôi. Tôi thì cũng không biết nói gì nhiều, tại tôi không hiểu tiếng Trung Quốc và tôi không đọc được hết đa phần các cái bài viết Weibo, Google dịch thì nó hơi ngu. Đấy, còn các bạn thì sao? Các bạn thích ai ở phiên bản 5.2 hơn? Các bạn có muốn Ororon trở thành một nhân vật 5 sao giống như những cái fan Trung Quốc suy nghĩ hay không? Hãy comment ý kiến ở phía dưới. Đừng quên để lại muốn nút like và đăng ký để xem thêm nhiều video hay ho hơn nha.